Làm Nama chocolate mix cam đơn giản thế sao? Làm cùng Hà nhá. Trước tiên chúng ta khứa vỏ quả orange ra, rồi tách lấy lớp vỏ, bỏ phần cùi trắng bên trong nhá. Thái thành những hạt nhỏ. Luộc vỏ cam cho ra bớt tinh dầu cho bớt đắng. Trong khi chờ vỏ cam nguội thì ngâm trà với sữa tươi không đường. Tiếp đến, chúng ta cho vỏ cam vào nồi, thêm đường phèn. Bạn nào không có đường phèn thì dùng đường trắng. Thêm nước cam, đun cho kẹo lại, cho mứt ra bát. Thái sô cô la nhỏ ra, dùng sô cô la đen 50% cacao nhé. Đun nước sôi lên, cho bát sô cô la lên để đun chảy. Đoạn này là thấy sai rồi nha. U là trời, vỡ cái bát xịn rồi. Mọi người đừng cho bát thủy tinh lên đun nhá. Đổ sô cô la ra khuôn. Dùng dao nóng cắt bánh thành hình vuông. Rắc bột cacao lên.